Vừa mới nhận cái đơn hàng này các bạn ạ, ở nước ngoài thấy nó hay hay đấy. Nó là cái máy hàn treo pin cầm tay tích hợp pin luôn, thấy treo hay mà rẻ, thấy nó hay hay mà rẻ lắm các bạn ạ. Mua thử một cái về xem nó như thế nào. Thì cái này nó là cái máy hàn treo pin các bạn nhá. Thì cái hôm đó mình nhìn ở trên Shopee cái giá nó ghi là 470.000. Ui dồi, nó dài các bạn. Mình không nghĩ là nó dài như này đâu. Nó ghi là 470.000 thì còn cái máy hàn treo pin cầm tay thì mình mua, cái này mình mua trên Shopee ấy. Thì không biết là như nào. Đặt về để dùng thử thôi. Đây là kem hàn đây này. Đó. Thì liên kết anh em tham khảo cái món này có thể là truy cập và liên kết trong phần mô tả nhé. Mình mua trên Shopee và cái shop này ở bên nước ngoài. Úi giời. À, cái này không có cân lực các bạn ạ. Mới đầu mình tưởng nó có cân lực. Thì cái này mình mua trên Shopee, cái shop ở cửa hàng nước ngoài. Đây. Đấy. Thì đặt nó cũng mất 1 tuần để nó về tới nơi. Để mình sẽ bấm thử phát xem nào. Ây à. Nhưng mà nó dài các bạn ạ. Nó dài thực sự luôn đấy. Đây là mã là RC666. Để mình lấy cái tô vít mình xem thử nó ra làm sao nhá. Đấy. 400, cái này là 470.000 này các bạn này. Chỗ này nó kẹp mũi hàn. Đấy, không biết là nó chạy pin bao nhiêu S. Kể ra cái chỗ này mà nó cân lực thì ngon, nhưng mà cái này là không có cân lực. Không có cân lực cũng được, nhưng mà cái chúng ta sẽ mất nhiều lực hơn để hàn được cái thằng này. Nó có một cái là cái này nó rất là dài. Và mình không nghĩ là nó dài đến vậy luôn các bạn ạ. Đó. Anh em nào mua thì có quan tâm đến cái con này thì có thể là truy cập vào phần liên kết trong phần mô tả nhé. Mình sẽ để liên kết ở đấy. Và anh em mua trên đấy thì nếu như mà mua thì cả cái này, cả thông quan các thứ là nó rơi tầm 7 ngày. Một tuần, mình đặt cái này một tuần rồi. Dạo này nó tắc biên nhưng mà hàng về tốc độ như vậy nó cũng khá là ok rồi. Và cái hàng này nó là hàng trực tiếp bên Trung Quốc nên là không bao giờ lo cái tình trạng hết hàng các bạn nhé. Đây nó có hai cái lá đồng này. Lá đồng này là cái lá đồng giữ cái mũi. Không bao giờ lo cái tình trạng hết hàng. Bởi vì bên Trung Quốc người ta sản xuất ra luôn cái này và cái số lượng người ta làm rất là nhiều. Trước kia mình cũng mua một cái máy hàn cầm tay nó ở bên Banggood. Nó cũng rơi vào tầm 800.000. Nhưng mà nó không ấy. Nó không có cái vỏ này. Bây giờ nó có luôn cái vỏ này khá là tiện. Nhưng mà cầm như này thì hơi dơ. Cầm như này thì hơi buồn cười tí các bạn. Đây. Ui dồi ôi, cái cell pin của nó các bạn ơi. Dã man vãi trưởng luôn các bạn ạ. Ở đây dùng 4 mốt phét để đóng cắt này. KHD4903 nó gọi là mốt phét loại thường thôi. Mốt phét loại thường thôi. Thì bây giờ mà cái này mà nâng nó lên 2S thì có vẻ ổn hơn đấy các bạn. Nâng lên 2S. Chúng ta chỉ cần giữ lại cái đầu cao thôi. Cái pin này mình mua cái pin cell, mua cái loại cell pin mà nó ôi giời. Nó mỏng hơn, nhưng mà mình dùng 2S. Mình thích cái loại 2S hơn. Cái này nó làm từ năm 2021 này. Đấy, IC điều khiển thì nó ở đây. Nó điều khiển thông qua opto ở đây để bảo vệ IC. Đấy. Nó có một vài chế độ thì không biết là nó cái chế độ đấy thì nó ôi giời. Cái này của mình như kiểu bị sửa lại sao các bạn ạ? Cái này chuyển chế độ. Đây hình như mạnh nhẹ nó ở đây này.
Còn nhìn đèn nó nháy bao nhiêu lần thì nó là mạnh nhẹ như vậy này. Đó. Cả đèn bên cạnh này chắc là báo sạc, đèn này là báo pin, báo nguồn, đèn này báo báo cường độ. Đó, để mình xem là cái thằng này tháo thử ra các bạn nha. Đấy, và đo xem nội trở nó là bằng bao nhiêu. Cái riêng cái pin này thì cái dòng phóng của nó cực cao nên là cần ấy nhá, hết sức cẩn thận. Đây mình nhìn cái máy quay của mình nó lại ảo ảo. Đây. Nó pin của nó khá là nặng các bạn nhé. Mình sẽ đo thử xem là cái nội trở của nó bằng bao nhiêu. Thông thường thì cái cực này nó bằng cực nhôm này, nhôm thì nó sẽ là cực dương. Còn đúng rồi, còn cái cực kim loại không phải nhôm ấy thì nó là bằng đồng. 1 milliohm các bạn ạ. 4,7 4,2V 1 milliohm. Cái pin mà dung lượng này không biết là dung lượng bao nhiêu mAh giờ, nhưng mà đối với cái dung lượng pin mà nhỏ như thế này ấy, mà cái điện trở nó tức là dung lượng pin nhỏ mà điện trở nó giảm xuống được đến 1 milliohm như này thì chứng tỏ là cái dòng xả của nó cực cao luôn các bạn nhé. Đấy. Còn cái chuyện pin dung lượng cao, ví dụ tầm 100 ampere giờ, mà cái dung lượng của nó 1 milliohm này thì là nó lại là cái gì đó nó rất là không ổn rồi. Đó. Còn pin dung lượng thấp mà dù điện trở 1 milliohm này thì chứng tỏ dòng xả nó cực kỳ cao đấy các bạn ạ. Siêu cao luôn đấy các bạn ạ. Cái dung lượng này chắc là 5000 mAh giờ. Nó to như thế này thôi nhưng mà nó vì là nó dòng xả nó cao nên là cái dung lượng của nó cũng không cao. Còn bình thường nếu như cái cục bình thường dòng xả thấp ấy, thì như này nó có tầm 10.000 mAh giờ nhé. Nhưng mà cái cục này nó chỉ rơi vào tầm 5 thôi. Đấy. Ok, giờ mình sẽ lắp lại. Và mình sẽ test cho các bạn xem. Vỏ này là người ta cũng làm một phím đồng này. Cái này dòng xả cực cao đấy các bạn ạ. Rồi, nhưng mà 400.000 như này quá ok đấy các bạn. Các bạn chờ chút. Ok. Đang quay giờ thì lại có người gọi. Mình phải chạy đi mua mấy miếng đất các bạn ạ. Đấy. Nên là bây giờ mới quay lại cho các bạn được thì mình sẽ test cho các bạn là cái kém của mình nhá. Còn cái kém tặng này thì đây này. Hôm qua quay lúc mở hộp mình có dí thử một cái đây. Nó dính luôn đây. Thì cái kem tặng này mình cảm thấy này không yên tâm tí các bạn ạ. À, nó không ăn thua. Mình cảm thấy nó mỏng mỏng thế nào ấy. Mình chơi luôn cái kem dày mình mua bên Kháng Minh. Mình chơi luôn cái này các bạn nhá. Để xem là cái con máy này nó có nhằn được cái kem đấy không. Thì đây. Thì việc đây mình nhầm các bạn nhá. Đây có hai đèn, một đèn báo 2, một đèn báo lâu nguồn con này. Thì ghi này nó có 5 số thì nó dựa vào cái nháy bao nhiêu lần thì nó cái số bấy nhiêu nhé các bạn nhá. Đây đang số 4 này, đây sang số 5 nháy 5 lần này. Đó. Sang số 1 này. Số 1 nháy 1 lần, số 2 nháy 2 lần. Số 3 nháy 3 lần này thì mặc định khi mở lên thì nó nháy số 3. Số 3 là cái số tiêu chuẩn, còn sức cái số 1 là dùng để ham kém rất là mỏng nhá. Thì cái số 1 đấy thì nó không chạy được cái này đâu các bạn ạ. Đấy, mình sẽ để cái tiêu chuẩn nó là cái số 3 và tí mình sẽ hàn lên cái số mạnh nhất để xem như thế nào. Đây. Đấy, hàn nhá. Mối đầu tiên. Cảm giác khá là êm. Mối thứ hai này. Khá là êm các bạn ạ. Đó, xem hai mối này giật ra được không nhá. À, rách kẽm luôn các bạn nhé. Rất chắc. Ok đấy các bạn ạ. Rồi. Đấy là cái mình hàn cái cực âm. Cực âm là cái cực khó hàn hơn nhá. Mình sẽ hàn sang cái cực dương.
Chắc đấy các bạn, mỗi tội là cái này hơi khó cầm chút. À, vẫn đang ở số 3. Một mối này, hai mối này, đấy, rách kem này, rách kem dày luôn các bạn nhá, đây này, kem dày đấy, rách kem nha, đấy, rồi đấy là số 3, giờ mình sẽ nhảy sang số 5, à, đổ 5 lần rồi, nó có nháy 5 lần là số 5 các bạn nhá, mình sẽ thử luôn bằng cái kem này, đây. Ui dồi, cảm giác có lực hơn hẳn luôn các bạn ạ. Đó, ui nóng luôn cả cái đít pin này các bạn này. Hai mối cảm giác có rất là lực luôn. Thụt luôn xuống dưới các bạn ạ, thụt kẽm luôn xuống dưới này. Không biết anh em có nhìn thấy không. Đấy, nó thụt xuống như này này. Đó, mình sẽ chấm thêm mối nữa cho anh em để ý nhé. Cái này thì cầm hơi khó. Đây này. Dí hơi không chuẩn. Ấy, anh em nhìn chưa? Dí. Giật kẽm ra thì cái này thì đứt là cái chắc chắn, không có cái gì để bàn cãi nữa được. Này, đứt luôn nhá. Bởi vì đây nó là cái số cao nhất mà. Vẫn là số 5. Đúng rồi. Đó, như vậy là mình đã test cái này xem, nói chung là cái này là ok. Mình sẽ test xem trên cái kim loại cứng như cái kìm này nhá, kết hàn luôn lên trên cái kìm này xem có hàn được không. Đó. Cái kìm này nó cũng là kim loại, đây thử chơi lớn còn nhá. Ôi giời, chết rồi, chết luôn được bạn này, đấy. Cũng ăn vào nhưng mà nó cái mặt này nó không phải là cái mặt kim loại, nó có cái công thức kim loại nó giống như cái mặt pin nên là nó không bám được chắc. Ô, chứng tỏ cái này cũng được phết đấy các bạn ạ. À, kể ra mà 470.000 cái này thì anh em mua về để hàn DIY pin ấy thì cũng là khá là rất là ok đấy các bạn ạ. Bởi vì là nhiều lúc nó có thì có khi không dùng đến, nhưng cái lúc không có mà cần dùng đến thì nó rất là thốn, nên là mình nghĩ anh em cái này chơi được, rẻ như vậy là mua cái này cũng được đấy. Ok rồi, liên kết mua hàng mình sẽ để trong phần mô tả nhé. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.